Đèn báo nỗi buồn đây. Mà lại còn cấp độ 3 nữa chứ. Chết rồi, ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra mà lại buồn đến mất cả ngủ như thế này. Chuyện gì? Anh ơi. À! Chà. Thôi được rồi, làm nhiệm vụ thôi anh. Anh biết là sẽ đến lượt anh mà. Không chúng sao. Ta phải vượt qua được hàng rào này. Không sao. Thì cậu bé mới hết buồn, mới đi ngủ được chứ. Cứ tin tưởng ở anh, hãy cổ vũ anh nhá. Cố lên anh. Bao nhiêu lâu nay tập luyện, sức khỏe đã có lúc để sử dụng rồi. Cứu xanh cố lên, để em đếm nhá. Nào, chuẩn bị. 1, 2, 3, nhảy. Ôi trời ơi. Không được, anh không thể thất bại được. Em cứ bình tĩnh, em anh nhảy lại đi. Lần này phải được đấy. Nhìn anh đây này, anh có nhiều động tác lắm, em cứ yên tâm. 1, 2, 3. Ui, không được. Chả qua gì cả. Xuống đi, béo thế, ai chịu được. Ui, em ơi, cái rào kia nó vừa mới nói đấy. Ui dồi ôi, anh cứ bình tĩnh xem nào. Có phải bạn rào vừa nói đấy không? Xin chào, mình là Rào. Xin chào Rào, mình là Cửu Xanh. Đừng nhún nữa, chóng mặt quá. Nhưng mà mình tập luyện nó quen rồi, cho nên là lúc nào mà mình đứng im mình không thể chịu được. Mà bạn có biết không, mình là Cửu Xanh. Mình đại diện cho tất cả những gì thuộc về vận động. Cho nên mình không thể nào mà đứng im được, bạn có hiểu không hả? Chào bạn Rào, còn mình là Cửu Hồng. Mình chuyên thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của cậu bé. Xin chào, mình là Rào. Ui, biết rồi, Rào ơi, Rào nói gì khác đi. Các cậu phải nhảy qua tớ, cậu bé mới ngủ. Cái này thì anh em mình cũng biết mà. Nhưng mà khó lắm. Bởi vì hôm nay cậu bé buồn tận cấp độ 3 cơ. Cho nên bạn Rào mới xuất hiện cao như thế này. Đúng làm rồi. Sao mà anh em mình nhảy qua được nhỉ? Đấy, cả một người khỏe mạnh như anh, kỹ năng tuyệt vời, lấy đà mà cũng không nhảy qua được cơ mà. Kể các bạn, mình không biết đâu. Mà bạn Rào ơi, tại sao hôm nay cậu bé lại buồn thế? Vì sao? Hôm nay trên lớp đến giờ học hát, cô giáo yêu cầu lên hát bài cũ đã học. Anh biết rồi, cậu bé bị gọi lên nhưng không hát được vì không thuộc. Hoặc là cậu bé được gọi lên nhưng lên đến nơi thì không được hát nữa. Không? Thôi, anh đừng mà đoán mò nữa. Đâu? Cậu bé có lên hát không hả bạn Rào? Có lên hát. Có lên. Không hát được, cứ đứng im. Không hát được em ạ. Thế tức là khi bị gọi lên rõ ràng là thuộc, nhưng lên đến nơi thì lại không hát được nữa. Hoặc là rõ ràng là thuộc, lên đến nơi thì lại không được hát. Hoặc là cả hai trường hợp trên. Cả hai đều sai. Đấy, anh thấy chưa? Sai hết rồi kìa. Khi lên hát, thấy các bạn xì xầm, sợ bị chê cười nên không hát được. Xì xầm à? Trời ơi, có mỗi thế thôi mà cũng buồn mất cả ngủ, làm cho anh em tôi không được đi ngủ là sao? Anh Cửu Xanh chả hiểu gì cả. Không phải vì thế thôi mà cậu buồn đâu. Mà là vì cậu bé không tự tin vào chính bản thân mình nên mới không hát được đấy. Thế thì bây giờ bọn mình phải làm gì? Em nghĩ đi, em hãy nghĩ ra cách mà. Nào, anh đứng yên đi để cho em suy nghĩ nào. Tại sao? Vì sao? Làm thế nào? Em có cách rồi. Đúng rồi. Em có vũ khí bí mật mà. Cứ để em. Em lúc nào cũng có cách, anh biết mà. Có cách. Đây rồi.
Vũ khí bí mật của em. Này, anh lâu lắm mới nhìn thấy cuộc chuyện của em đấy. Ngay bây giờ em sẽ tìm một câu chuyện để cho cậu bé của chúng ta. Chú biết không? Đúng không? Anh không phải lúc nào cũng chỉ biết có vận động thôi ạ. Chuyện anh còn biết nhiều thứ đó. Nào, mình bắt đầu nhá. Trong một khu rừng, nơi có rất nhiều ếch đang sinh sống. Mỗi ngày, các chú ếch đều di chuyển khắp nơi để kiếm thức ăn. Một buổi sáng nọ, có hai chú ếch xanh cùng nhau đi kiếm ăn. Chúng gặp một chú ếch cốm đang đi trước mặt. Chúng cười chào nhau và tiếp tục đi tìm thức ăn. Đột nhiên, chú ếch cốm nhảy trúng một hố sâu đã bị lá rụng che khuất. Hai chú ếch xanh hốt hoảng chạy lại xem thì thấy chú ếch cốm đã ở dưới đáy cái hố sâu kia. Hỏng rồi, cái hố này sâu quá. Này, anh đang thắc mắc là không biết cái hố này nó sẽ sâu đến đâu nhỉ? Sâu đến tai này, sâu đến tận đầu, hay là sâu quá cả lên trên này? Nhưng mà nếu mà sâu đến đâu thì bọn mình nếu ở trong trường hợp bị rơi xuống cũng sẽ phải nhảy lên. Anh nếu là anh sẽ nhảy qua được đấy. Ui giời, đến cả cái hàng rào kia anh còn chả nhảy qua được ấy. Thôi thôi, để em kể tiếp xem nào. Chú ếch cốm tội nghiệp cũng nhận ra tình thế của mình, nhưng không chần chừ mà ngay lập tức tìm cách để nhảy lên trên miệng hố. Hai chú ếch xanh lo lắng nhìn nhau. Cao như thế này, cậu ấy làm sao mà nhảy được đây? Trong lúc đó, chú ếch cốm ở dưới hố vẫn cố hết sức để nhảy lên. Nhưng mỗi lần lại cách miệng hố một chút. Hai chú ếch xanh bèn nói: cậu đừng cố nhảy lên nữa. Hay là chờ trời mưa, nước ngập lên là cậu có thể bơi lên đây. Cậu ơi, đừng nhảy nữa, sẽ kiệt sức mất. Ếch cốm bỏ ngoài tai và tiếp tục nhảy. Cậu sẽ chết vì kiệt sức đấy, dừng lại đi. Thế là một bên cứ khuyên can, bên kia thì cứ tiếp tục nhảy. Buồn cười nhỉ? Thế là mãi mãi như thế à? Một bên thì khuyên, còn một bên thì cứ nhảy. Bên cứ khuyên, bên cứ nhảy, bên thì bảo đừng nhảy, bên kia cứ nhảy lên. Mãi lên thì... Mà này, anh đang thắc mắc là có khi ếch cốm không nên nhảy ấy, nhỉ? Không, em nghĩ là ếch cốm vẫn sẽ phải nhảy qua chứ. Ừ, thôi em kể tiếp đi, anh muốn nghe tiếp đây. Để em kể tiếp nhá. Rồi đột nhiên, bằng cố gắng hết mình, chú ếch cốm đã nhảy lên và bám được vào miệng hố. Thật là kỳ diệu. Chú ếch cốm thở hổn hển nhìn hai bạn và mỉm cười rất tươi, cúi đầu chào và quay lưng đi tiếp. Vừa lúc đó, có bác ếch lớn trong làng đến và hỏi: các cháu vừa mới làm gì mà hò hét ầm ĩ vậy? Hai chú ếch xanh thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bác nghe. Các cháu không biết cậu ấy hay sao? Cậu ấy bị điếc bẩm sinh đấy. Cậu ấy không nghe thấy các cháu nói đâu. Mà chắc là cậu ấy tưởng các cháu đã cổ vũ cậu ấy nhảy lên. Mà cậu ấy đã nhảy lên thật à? Thật là tuyệt. Vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Mà ếch cốm đã thành công rồi, tuyệt vời quá. Mà anh đang nghĩ là nếu như mà cậu ấy mà không bị điếc ý, thì có khi cậu ấy sẽ không nhảy lên nữa đâu, đúng không? Em nghĩ là vẫn sẽ nhảy lên chứ. Vì quan trọng nhất là tự tin vào chính khả năng của mình mà. Đúng rồi, cậu bé của chúng ta cũng thế. Biết hát, hát rất hay, được bài thì cứ hát thôi. Mà thực ra có phải các bạn đang xì xào gì về cậu bé đâu. Vì cậu bé mất tự tin nên nghĩ vậy đó chứ. Chắc các bạn chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Cậu bé ơi, tự tin lên nhá. Anh ơi, hàng rào bé lại rồi này. Rào bé rồi. Ui, đèn cũng tắt rồi này. Thế là hết buồn rồi. Cậu bé đã hết buồn rồi, đi ngủ thôi. Còn chờ gì nữa? Bây giờ anh em mình có thể làm nhiệm vụ được rồi. Yeah. Để anh trước nhá. Cố lên anh. Bây giờ thì đừng hòng làm khó tôi. Một này, ngủ đi. Hai này. Ba này, ngủ đi. Bốn này, đi ngủ nào. Năm này, ngủ đi. Sáu này. Bảy này. Tám này, ngủ đi thôi cậu bé ơi. Bye.